Ở dưới này người ta đi xe ngựa, xe bò nhiều chú ha. Nhiều. Làm sao để mình điều khiển nó đi được chú? Làm sao điều khiển nó theo ý mình chú? Bám rung. Hả? Mình có kinh nghiệm gì không chứ? Chứ thường nó đi lung tung mà. Mình nếu mình muốn nó đi qua phải thì mình làm sao? Dạ. Muốn nó đi qua phải là mình làm sao cho nó đi qua phải? Theo bản năng nữa phải không? Ừ. Con chào chú nha. Hai cặp gu nó lắc kìa.